Quyền Linh thích thú khi bố đơn thân đem cơm tự nấu đến tỏ tình bạn gái. Tập 1052, chương trình bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Trần Văn Sang, 42 tuổi, quê An Giang và đang buôn bán ở Đồng Nai. Ghép đôi với Văn Sang là Huỳnh Thị Sương Hạ, 43 tuổi, là chủ spa tại Đồng Nai. Trước khi đến chương trình tìm bạn gái, Văn Sang đã ly hôn cách đây gần 2 năm. Anh cho biết hiện là bố đơn thân của con gái 16 tuổi. Khi được hỏi lý do đổ vỡ hôn nhân, Văn Sang tâm sự cảm thấy hết duyên nợ thì giải thoát cho nhau. Tôi là người đề nghị ly hôn. Chúng tôi ở với nhau 15 năm nhưng vợ phản bội. Thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng cô ấy không đi theo người ta, muốn sống cuộc tình tay ba, hai chồng một vợ. Tôi suy nghĩ mình thì lo làm ăn để lo cho gia đình, vậy mà vợ phụ tình mình. Thôi thì hết duyên hết nợ, mình giải thoát cho nhau đi, anh chia sẻ. Văn Sang đổ vỡ hôn nhân vì vợ phản bội lại thường xuyên nhậu nhẹt. Về phía Sương Hạ, cô chủ spa cũng từng đổ vỡ hôn nhân cách đây 6 năm. Cô nói nguyên nhân vì vợ chồng không cùng quan điểm, chồng gia trưởng, hay nhậu nhẹt, không biết chăm lo cho gia đình. Lúc lấy nhau được 3 năm, chúng tôi đã chia tay một lần rồi. Tôi cho anh ấy cơ hội để sửa đổi nhưng đâu lại vào đó. Tôi ráng chịu đựng 9 năm, thấy có cố gắng cũng chẳng được kết quả gì nên quyết định chia tay để tốt cho cả hai, cô tâm sự. Hình mẫu người đàn ông mà Sương Hạ mong muốn là người cao ráo, không gia trưởng, ít nhậu nhẹt và không được ghen tuông. Còn Văn Sang tìm người phụ nữ phúc hậu, biết yêu thương chồng con, cùng chia sẻ ngọt bùi, cay đắng với nhau trong cuộc sống. Sương Hạ cũng ly hôn cách đây 6 năm vì chồng nghiện rượu, không biết chăm lo cho gia đình. Mở rào gặp mặt, Văn Sang đã khiến cả hai MC Quyền Linh, Ngọc Lan và bạn gái bất ngờ khi tự tay chuẩn bị mâm cơm đem đến chương trình để chinh phục đối phương. Nam MC thích thú chia sẻ, mới quen buổi đầu đã tặng bữa cơm rồi. Tình yêu thông qua dạ dày là đây nè. Điều này chứng minh được là nhà trai của tôi rất khéo, về nhà sẽ nấu cơm cho vợ. Sau khi thưởng thức món ăn của Văn Sang, cô chủ spa Sương Hạ dành nhiều lời khen về tài nấu nướng của anh. Trong cuộc trò chuyện, cả hai chia sẻ về công việc, cuộc sống và tính cách của mình. Người đàn ông khẳng định sẽ thông cảm cho Sương Hạ trong những lúc cô quá bận rộn công việc mà không thể cơm nước cho gia đình. Anh còn hứa hẹn sẽ là người nấu ăn, chăm sóc tổ ấm nếu cả hai về chung một nhà. Hai MC vui mừng khi ông bố đơn thân kết duyên cùng cô chủ spa xinh đẹp. Sau quá trình nói chuyện và tìm hiểu nhau, cả hai quyết định bấm nút, trao cho nhau cơ hội tìm hiểu trong sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Hai MC cũng gửi nhiều lời chúc, mong cặp đôi sớm báo tin vui về cho chương trình.